Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ 7 của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính thưa quý khán thính giả của SBTN, trong lần phát hình hôm nay, Trung tâm Truyền giáo Việt Nam muốn thảo luận về đề tài mà tất cả các cơ đốc nhân phải hết sức chú ý. Đó là câu chuyện về ân điển. Chúng ta không phải làm gì, dù sống như thế nào, cũng có thể nhận những phước hạnh của Chúa ban cho một cách nhưng không. Giáo lý này mang lại nhiều thắc mắc. Tại sao Chúa quá dễ dàng như vậy? Loài người có thể lợi dụng lòng tốt này để nhận bừa những ân điển của Chúa thì sao? Thông thường, chúng ta đối xử theo đời là bánh ít đi, bánh quy lại, hay tiền trao cháo múc. Trong khi đó, ân điển là sự ban cho dư dật đến với một người, dù người đó chẳng xứng đáng. Hôm nay chúng tôi có mời cô Mỹ Phương, một thành viên của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam, sẽ trình bày giáo lý ân điển của Chúa. Chào cô Mỹ Phương. Xin mời cô Mỹ Phương chào khán thính giả. Xin chào cô Mỹ Kim. Kính chào quý khán thính giả. Vào một chiều thứ bảy, sau khi rảnh rang những công việc thường nhật, tôi và Hạnh, người bạn gái thân thiết từ thuở trung học của tôi, rủ nhau cùng đi mua sắm. Sau đó, chúng tôi ghé vào quán cà phê Starbucks, cách khu shopping không xa lắm, nằm trên một sườn đồi với một khung cảnh thật đẹp. Trong khi Hạnh kiếm một cái bàn, tôi bước vào quầy hàng gọi hai ly cà phê sữa nóng và hai cái bánh bông lan vừa mới nướng thơm phức. Bước đến cái bàn, tôi đặt hai ly cà phê và hai cái bánh xuống mặt bàn. Ngồi xuống, khuỷu tay tôi đã đụng phải ly cà phê, khiến cà phê nóng đổ tung tóe khắp mặt bàn. Mọi người ở những bàn xung quanh quay lại nhìn. Tôi xấu hổ, ước gì mình biết phép động thổ để biến đi ngay lập tức. Ngay trong lúc bối rối, tôi nghe một tiếng nói nhỏ nhẹ: "Không sao đâu, xin chị đừng lo." Ngước lên, tôi thấy người quản lý quán đã đến bên cạnh từ hồi nào, nói thật vui vẻ: "Để chúng tôi dọn dẹp, xin đừng lo lắng." Rồi anh ta lập tức lau dẹp mặt bàn đổ đầy nước cà phê. Còn tôi trở vào quầy hàng bên trong để gọi một ly cà phê khác. Trong lúc tôi chờ đợi, người quản lý quán đã bước vào, đến bên cạnh tôi và nói: "Chị không cần phải trả tiền cho ly cà phê chị mới kêu. Quán chúng tôi tặng chị ly cà phê này. Những chuyện nhỏ nhặt lâu lâu cũng phải xảy ra thôi. Xin chị đừng lo." Tôi vội đáp lại: "Tại làm sao như vậy? Mà thôi, cảm ơn anh nhé." Hạnh và tôi sau đó cùng thưởng thức ly cà phê nóng với miếng bánh thơm, kể cho nhau về cuộc sống hàng ngày, ôn lại những kỷ niệm thời hai đứa còn khoác áo dài trắng nữ sinh bên quê nhà. Hôm nay, tôi ngồi nhớ lại cái tai nạn nho nhỏ làm đổ ly cà phê đó, được người quản lý đền cho một ly cà phê khác mà không tính tiền. Quả thật, đây là chính sách rộng rãi của quán cà phê Starbucks này. Ban quản lý công ty Starbucks đã bàn bạc như thế nào khi quyết định đi đến chính sách rộng rãi này? Có thể là buổi họp của họ đã xảy ra như sau. Đầu tiên là ông tổng giám đốc lên tiếng trước. Có người đề nghị khi một khách hàng lỡ làm đổ một ly cà phê, quán chúng ta sẽ cho họ một ly khác mà không tính tiền. Quý vị nghĩ sao về đề nghị này? Trưởng ban tài chánh lập tức mở máy tính vừa nói: "Hả? Cái gì? Chắc giám đốc chỉ vừa đùa cho vui đấy chứ. Đầu, chúng ta hãy thử tính xem, trung bình có khoảng 5 người khách hàng làm đổ cà phê mỗi ngày ở mỗi quán. Giá một ly cà phê là $5. Như vậy, tiền thu nhập mỗi quán sẽ hụt mất $25 mỗi ngày. Một năm, mỗi quán sẽ hụt mất $9,125. Hệ thống chúng ta có 7,102 quán. Như vậy, công ty sẽ bị thất thoát tới gần $65 triệu mỗi năm. Công ty chúng ta không thể bị thất thoát món tài khoản khổng lồ như vậy được." Ông giám đốc điều hành lên tiếng, ủng hộ ông trưởng ban tài chánh. "Còn phản ứng của những người khách hàng khác thì sao?"
Nếu mà công ty chúng ta phải e lưng ra chịu khoản phí tổn vì khách hàng làm đổ cà phê, điều này sẽ khiến những người khách hàng khác chẳng còn e dè gì nữa. Không những tốn toi một món tiền lớn mà người ta có thể lợi dụng, cố ý làm đổ cà phê rồi đòi mình bồi thường vì bị phỏng hay bị trượt té. Kính thưa quý vị, tôi thật tình xin lỗi vì đã phát họa hình ảnh của ông trưởng ban tài chánh, ông giám đốc điều hành của các công ty như những con người thiếu rộng rãi, tính toán, chi li từng chút một. Nhưng thực ra, đây là cách mà đại đa số chúng ta phản ứng trước một lời đề nghị về việc tặng cho người khác một ân huệ mà không đòi hỏi điều kiện. Được tặng không, được nhận lãnh một ân huệ mà không bị đòi hỏi điều kiện, không những hiếm hoi trong thương trường, mà ngay trong tất cả những hệ thống đạo đức hay triết lý, thậm chí trong tất cả những tôn giáo nữa. Muốn có ân huệ, ta phải ra sức giữ gìn giới luật, cố gắng làm lành, năng nổ trong việc làm từ thiện, bố thí, tích trữ phước đức. Vậy mà, Kinh Thánh là lời của Đấng Tạo Hóa lại không hề nói như vậy. Toàn bộ Kinh Thánh chỉ thật rõ một điều, ngược hẳn với suy nghĩ thông thường của chúng ta, ngược hẳn với mọi hệ thống triết lý, đạo đức của loài người, ngược hẳn với tất cả những kinh kệ dông dài của tôn giáo. Điều mà Kinh Thánh luôn luôn nhắc nhở và nhấn mạnh, đó là ân điển. Kinh nghiệm thông thường của chúng ta là bánh ít đi, bánh quy lại, hay tiền trao, cháo múc. Trong khi đó, ân điển là sự ban cho dư dật đến với một người, dù người đó chẳng xứng đáng. Ân điển có nghĩa là mọi người đều đã vi phạm luật trời, vô phương cải hoán, số phận đời đời đã định trong hỏa ngục. Nhưng Thiên Chúa đã sai con một của Ngài là Giê-xu giáng trần để chết thai, lãnh bản nợ thế nhân loại, hầu cho hễ ai tin vào sự chết của con ấy không còn bị đoán xét, nhưng được trở lại với Đấng Tạo Hóa mà tận hưởng sự sống đời đời. Ân điển có nghĩa là chẳng phải do công đức hay việc làm, cũng chẳng do công tu tập, tư cách đạo đức, địa vị, tôn giáo, học thức, vân vân. Nhưng khi một người nhận mình thiếu sót trước tiêu chuẩn thánh khiết, tuyệt đối của Đấng tối cao, người đó chỉ bằng lòng tin nhận vào sự chết thế của con trời. Ngay lập tức, người đó được Thiên Chúa tha tội và tên người đó được ghi vào sách hằng sống trên thiên đàng. Ân điển là món quà vô giá, được tặng không, đến từ Thiên Chúa, như lời Kinh Thánh khẳng định. Và ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Ê-phê-sô đoạn 2, câu 8 và câu 9. Tuy ta nhận ân điển không điều kiện, nhưng Thiên Chúa đã phải trả cái giá đắt nhất. Đó chính là sự chết đau thương và nhục nhã trên cây thập tự cách đây khoảng 2.000 năm của con một của Ngài, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Quý khán thính giả thân mến, có thể cuộc họp của ban giám đốc đã xảy ra không thực sự như vậy, nhưng một điều tôi biết chắc, đó là Hạnh và tôi đã trở lại quán cà phê Starbucks một lần nữa, rồi một lần nữa, rồi một lần nữa, để thưởng thức những ly cà phê sữa nóng thơm ngon, dịu ngọt đến tận tâm hồn. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, nên chúng tôi xin tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin kính chào. Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu. Kính chúc quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem VTV Chủ nhật 15 tháng 9 2019 vào lúc 11 giờ hoặc trình đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV, xin email về vatvnews@gmail.com. Bích Phượng kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.